Christine Sa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình SBTN và xin chào đón quý vị vào chương trình Heart to Heart trong tuần này. Kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi hôm nay là một cô ca sĩ với một cái cách trình diễn và một cái giọng hát rất là khó quên và một cái tên còn khó quên nữa. Thưa quý vị, rất là đặc biệt. Cho Christine Sa xin giới thiệu cô nữ ca sĩ Tóc Tiên. Thank you, chị Christine Sa. Cho phép Tóc Tiên gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN đang theo dõi chương trình. Chị muốn hỏi là có một cái gì ở trong quá khứ của em, có một cái event gì đó mà em cảm thấy nó thay đổi hết cuộc sống của em tới bây giờ không? Em nghĩ là cuộc sống của mỗi con người á, sẽ có những cái giai đoạn, có những cái cột mốc mà người ta thay đổi. Có thể là cái quan niệm sống, cái tính cách, cái tính tình của người ta gọi là và cuộc sống thì bất biến lắm. Chị có thể thay đổi lúc này nhưng mà đến một lúc nào đó chị lại tiếp tục thay đổi. Thì em chỉ nhớ là có những cái điều đó, những cái điều mà ảnh hưởng tới cái lối suy nghĩ của mình. Thì em nhớ là nó là năm lớp 7. Thì cái đó là mùa Christmas. Và một người dì của em thì tại vì em cũng có đạo, người dì đó mới sinh hoạt trong nhà thờ, làm việc trong nhà thờ, thì có bán sách rất là nhiều loại sách về kinh thánh, nên rất là nhiều loại sách. Thì lúc đó cái cuốn sách đó là ở bên Mỹ là Chicken Soup for Soul. Yes. And cái cuốn sách đó ở Mỹ là đã ra từ rất là lâu rồi nhưng mà được dịch ở Việt Nam thì năm đó là năm em lớp 7, là cô em không nhớ, chắc khoảng 7-8 năm về trước. Dạ, thì, oh no, not 7-8 năm, khoảng 90 năm về trước. Thì dì mới, không có biết, con không có quà gì làm Giáng sinh, quà Christmas. Thành ra dì mới tặng cho em hai cái cuốn sách. Hai cuốn sách là hai cuốn đầu tiên trong cái bộ truyện mà sau này Việt Nam, bên Việt Nam họ dịch ra là Hạt Giống Tâm Hồn. And hai cuốn sách, những cái cuốn sách gọi là collection của những cái short story rất là giản dị, nói về những cái cuộc sống xung quanh, về những cái con người xung quanh vươn lên hoặc là có cái ý chí để mà vươn lên đạt lấy những cái ước mơ trong cuộc sống, hoặc là cái cách mà người ta đối nhân xử thế với những người xung quanh. And then hai cuốn sách đó thực sự là em tới bây giờ vẫn còn giữ, vẫn còn nhớ bìa sách màu gì and cái tên là gì. Và những cái câu chuyện nhỏ trong hai cuốn sách đó nó thay đổi em rất là nhiều. Nó cho em một cái nhìn gọi là tươi sáng hơn về cuộc sống và cho mình một cái bài học, đó là trong cuộc sống của mình á, cái điều mà quan trọng nhất đó là cái thái độ của mình đối với cái sự việc xung quanh như thế nào. Giống như là một cái sự việc có thể là người khác nhìn vào rất là bi quan, rất là tiêu cực, nhưng mà mình nhìn theo một cái tầm nhìn tích cực hơn, mình sẽ thấy được những cái điều tốt đẹp trong cái sự việc mà không hay đó. Đó là, and then cái bài học đó là dù một con người bị tước đi hết tất cả những cái quyền sống thì vẫn có một cái quyền duy nhất, quyền tự do duy nhất, đó là quyền lựa chọn thái độ sống. Đó là những cái bài học mà em rất là nhớ tới bây giờ. Cho chị biết nếu mà em được 3 điều ước thì em sẽ muốn những gì? Hiện giờ thì cuộc sống của em đang trải qua những cái khúc, cái bước ngoặt, trải qua những cái khúc gọi là khúc khuỷu của cuộc sống, như là mình đi núi nên mà không đi đường thẳng mà nó đang gập ghềnh. Yes. And mong rằng là đủ mạnh mẽ, đủ vững chãi để mà vượt qua những cái khúc quanh co này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trước khi em tiếp tục là chị muốn nghe sâu hơn là vì sao mà em nghĩ như vậy? Vì sao mà em nghĩ là ngay bây giờ nó đang lên xuống như vậy? Cuộc sống mà đâu có ai cuộc sống lúc nào nó cũng bằng phẳng, lúc nào cũng trải hoa hồng gì, đúng không chị? Em cũng bây giờ cũng đã 21-22 rồi, bắt đầu va chạm nhiều như cuộc sống. Giống như em hồi nãy em có chia sẻ với chị đó, va chạm với nghề, rồi những cái va chạm trong gia đình với những cái mối quan hệ xã hội. Và nó không có còn nhẹ nhàng như ngày xưa cách đây 2-3 năm, mà nó bắt đầu có những cái điều khiến mà mình phải bận lòng, những cái điều khiến mình phải suy nghĩ, cũng có những cái điều khiến mình phải tổn thương. Yeah. Cũng có những cái điều khiến mình phải đấu tranh với chính bản thân mình. Thì em đang trải qua cái giai đoạn đó. Em chỉ mong rằng là cái giai đoạn đó nó sẽ không có mong là nó sẽ biến mất. Mong mình đủ mạnh mẽ để mà face với nó, để mà mình đối diện với nó, để mà rồi vượt qua nó được. Còn
điều ước thứ hai em mong là em mong là em được khán giả yêu mến nhiều hơn. Cái album đang trong quá trình làm trong quá trình mà chuẩn bị sẽ diễn ra thật là suôn sẻ, khán giả sẽ yêu mến mình nhiều hơn qua cái album này. Và điều ước thứ ba đó là dù có cái việc học đối với một người ca sĩ có thể sẽ kéo dài, sẽ rất là khó khăn hơn với những người bình thường, nhưng mà em sẽ hy vọng là sẽ đi được đến cùng cái con đường học vấn của mình. Dạ. Em nghĩ rằng là cuộc sống của con người mình nó lạ lắm. Giống như là nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, có những cái khúc ngoặt, những cái ngã rẽ nó bất ngờ lắm, hoặc là có những cái sự kiện nó rất bất ngờ xảy ra mà sau này, mãi đến sau này mình mới cảm nhận là cái bước ngoặt đó nó có lý do của nó, cái khúc rẽ đó nó có lý do của nó. Ví dụ như sau này bây giờ em cảm thấy cuộc sống em nó có một chút xíu mệt mỏi, nhưng mà sau này khi nhìn lại thì em cảm thấy là em sẽ phải cảm ơn cái bước ngoặt đó, nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn. That's the reason why nếu mà có cái cơ như cái chị là có cơ hội để mà quay ngược lại nha, ở đóng tiền lại không có muốn đổi cái gì hết, cứ để nó như vậy, không đổi gì hết. Dạ, không đổi gì hết. Thực ra nếu mà nói về trong công việc, có cái weakness của em đó là vẫn còn thiếu quyết đoán, tức là nhiều khi mình tham lam quá. Này, đây là lời cuối ta trao cho người.